Trời ơi, cô Lương, không sao chứ? Lệ Linh à, có chuyện gì vậy? Hả? Em bị trật chân à? Em chờ anh sẽ đến ngay. Ngọc Trinh à, Trinh phải đối diện với thực tế, đừng có đầy đọa mình như vậy nữa. Mình không làm vậy thì có thể làm gì? Tôi hãy dạy mình nên làm gì đi. Nếu như hai người thật sự không còn hợp, có lẽ chia tay sẽ tốt hơn. Tại sao phải miễn cưỡng sống chung với nhau? Mình không muốn ly dị. Mình không chấp nhận người phụ nữ gái cướp đi Lập Quận. Mình không thể làm được. Ông vậy, tôi đã giết chết Dương Thành, có phải liên quan đến ân oán kiếp trước của chúng tôi không? Người Trung Quốc có một cách nói là ân quả tuần hoàn, hay là ân quả báo ứng. Cho dù tôi có biết trước chuyện gì sẽ xảy ra đi nữa, tôi cũng không có cách nào trốn tránh hai người còn lại. Lập Quân, anh không sao chứ? Sớm không sửa đường, trễ không sửa đường, trớ treo sửa đường ngay lúc mình gấp rút. Ngọc Trinh à, Trinh đã uống nhiều lắm rồi, mình đưa Trinh về nhà, đừng có uống nữa mà. Mình không về, mình muốn uống rượu. Mình muốn uống nữa. Uống nữa. Anh giúp cho. Em làm được. Đưa rượu cho mình uống. Đừng uống nhiều quá. Mình không có về đâu mà. Uống rượu nữa. Uống nữa. Vậy Tư Lý, anh thật là may mắn. Khó điều tra vậy mà cũng điều tra được. Điều tra được gì? Lương Bách Tông đó là anh kêu tôi điều tra mà. Quả thật tôi điều tra được ông chết vào lúc nào. Thật sao? Mình muốn uống rượu. Để mình mà đưa Trinh về nha. Mình không về đâu. Ngọc Trinh à, tên Lương Bách Tông đó sau khi vụ án xảy ra nửa năm là rời khỏi kinh thành, còn đổi luôn tên họ. Nhưng cuối cùng tôi cũng điều tra được. Anh có biết ổng đổi tên là gì không? Tôi chỉ muốn biết ổng chết vào ngày nào. Sao không kiên nhẫn gì hết? 24 tháng 8 âm lịch. 24. Ngày tên là bao nhiêu? Tôi cũng đoán được anh sẽ hỏi vậy. 6 tây tháng 10. Là hôm nay. Trinh có biết không? Hôm nay là sinh nhật của mình. Là ngày sinh nhật của mình. Lưu Lệ Linh. Ngọc Trinh. Dương Lập Quân. Tiểu Trinh. Là mày. Dương, anh nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Dương Lập Quân, thật ra ông còn phải giúp bao nhiêu người mới chịu ngừng tay đi. Anh có thể đừng làm phiền bệnh nhân của tôi được không? Bệnh nhân của cô là hung thủ giết người đó. Ngọc Trinh đâu? Chúng tôi không có cách nào cứu được. Ngọc Trinh đã thực sự tử vong. Chúng tôi có lý do nghi ngờ cái chết của vợ ông có liên quan tới ông. Tôi muốn ông theo tôi về xã Tùng Bộ hợp tác điều tra. Trạng thái thần kinh của anh Dương không hề ổn định. Hơn nữa tôi đã khai rồi. Lúc vụ án xảy ra tôi có mặt ở hiện trường. Tôi tuyệt đối có thể làm chứng. Đây là một vụ tai nạn giao thông vô cùng bất hạnh. Dương Lập Quân, ông đừng để tôi tìm được bằng chứng chứng minh ông cố tình giết người. Tìm được tôi không buông tha cho ông đâu. Tôi đã giết người. Là tôi giết chết Lương Bách Tông.
Ngọc Trinh chính là Lương Bách Tông, cuối cùng cũng bị chết trong tay Tiểu Triển. Em tin hay không cũng được, tóm lại bây giờ sự thật rành rành trước mắt. Dương Lập Quần đã giết chết Dương Thành và Lương Bách Tông, mà kiếp trước đã hại chết Tiểu Triển. Tiếp theo thì có lẽ đến Thúy Liên. Chuyện nào cũng có sự thật khách quan mà. Phải, quả thật Dương Lập Quần có liên quan đến hai sinh mạng. Nhưng chúng ta không có bằng chứng để chứng minh là ảnh đã cố tình giết người. Lúc nãy chính em cũng nói cho anh biết, ngay cả Dương Lập Quần cũng nói là Khổng Ngọc Trinh vợ của ổng chính là Lương Bách Tông. Trùng hợp ngày chết của Lương Bách Tông lại là ngày sinh của Khổng Ngọc Trinh, còn là giả hay sao? Chẳng lẽ anh muốn đến Sở Tuần Bộ kiện Dương Lập Quần cố ý mưu sát Hồ Hiệp Thành và Khổng Ngọc Trinh để trả thù thay cho Tiểu Triển kiếp trước hay sao? Không phải, tóm lại anh sợ nếu tiếp tục như vậy nhỏ răng mẻ sẽ xảy ra chuyện. Lệ Linh. Ê, Lập Quần, anh dậy rồi hả? Sao hả, đầu của anh còn đau không? Không có gì, anh khát nước lắm, anh muốn uống nước. Em đi rót nước cho anh. Lập Quần, nước nè. Lập Quần, uống nước đi. Anh làm sao chị? Không khỏe à?